Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin nóng COVID-19 của tỉnh Bình Dương. Bản tin tối 6 tháng 7 năm 2021 nổi bật với thông tin. Trong ngày, toàn tỉnh ghi nhận số ca mắc mới về COVID-19 giảm đôi chút so với ngày hôm qua. Và đây cũng là một thông tin đáng khích lệ đối với công tác phòng và chống COVID-19 của toàn tỉnh Bình Dương. Xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi. Ngày 6 tháng 7 năm 2021, Bình Dương ghi nhận 92 ca mắc COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 17 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2021, Bình Dương ghi nhận 92 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đợt dịch thứ tư lên trên địa bàn. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 17 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2021, Bình Dương ghi nhận 92 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đợt dịch thứ tư trên địa bàn toàn tỉnh lên 858 ca. Trong số 92 ca mắc mới, có 19 ca ở khu cách ly, 62 ca ở nơi phong tỏa, 11 ca phát hiện tại cơ sở y tế. Và yếu tố dịch tễ, có 7 ca liên quan đến ổ dịch tại công ty OneX2, 48 ca tại công ty Hanson Vina, 8 ca liên quan đến ổ dịch tại An Tây, Bến Cát, 18 ca lây nhiễm từ thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca liên quan đến công ty Việt Nam Housewa, 10 ca test nhanh tại các cơ sở y tế là chưa rõ nguồn lây. Các ca mắc cư trú tại phường Bình Chuẩn, Bình Hòa, thành phố Thuận An, phường Dĩ An, phường Tân Bình, An Bình và Tân Đông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, phường Tân Phước Khánh thuộc thị xã Tân Uyên, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số trường hợp hiện đang còn cách ly y tế tập trung là 4.397 trường hợp. Tổng số trường hợp đang cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú là 12.916 trường hợp. Cách ly tạm thời công nhân công ty OneX 2.559 trường hợp, gồm 306 công nhân tại công ty OneX 1 và 2.253 công nhân tại công ty OneX 2 tại công ty và các điểm cách ly y tế. Trong đợt dịch thứ tư, dịch bệnh đã xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội đã đến Bình Dương chiều ngày 6 tháng 7 năm 2021 để hỗ trợ Bình Dương phòng và chống dịch. Từ mùng 5 cho đến ngày 11 tháng 7 năm 2021, tỉnh sẽ tiêm vaccine đợt 4 cho 18.000 công nhân lao động và 6.000 người thuộc đối tượng có nguy cơ cao. Tổ chức lấy mẫu sàng lọc 1 triệu dân tại các khu vực nguy cơ cao. Thành lập 100 tổ kiểm tra giám sát, hướng dẫn công tác phòng chống dịch tại các công ty, nhà máy và xí nghiệp.